Đức Maria, dấu chỉ tuyệt vời. Mừng lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Hơn tất cả mọi người, Đức Maria đã được Thiên Chúa đích thân chọn làm dấu chỉ. Dấu chỉ của mầu nhiệm cứu chuộc, dấu chỉ của ngôi lời nhập thể, dấu chỉ của vương quốc thiên đàng, dấu chỉ của giáo hội lữ hành, dấu chỉ của tình yêu, hy vọng cho toàn thể nhân loại. Và suốt đời, mẹ đã là dấu chỉ đích thực, chính xác của Thiên Chúa, vì mẹ đã tin. Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người và độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông. Đồng thời là dấu chỉ trung thành và đáng yêu, vì mẹ đã sống niềm tin ấy với tất cả tấm lòng hiền lành, khiêm tốn, vâng phục và xóa mình hy sinh. Là dấu chỉ của công trình cứu chuộc ngay sau khi nguyên tổ phạm tội, qua án lệnh dành cho rắn độc là thần dữ, nhưng là lời hứa cứu độ cho nhân loại: ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn gót nó. Là dấu chỉ được chọn của công trình cứu chuộc do chính con một Thiên Chúa thực hiện, nên Thiên Chúa từ đời đời đã gìn giữ, bảo vệ mẹ khỏi mọi tì vết của tội lỗi, để mẹ là dấu chỉ tuyệt vời, hoàn hảo của Thiên Chúa. Khi không để mẹ dù một giây phút dưới ách thống trị của thần dữ, bởi chính mẹ sẽ đạp đầu nó, như lời hứa của Thiên Chúa. Những đặc ân vô nhiễm nguyên tội Thiên Chúa dành cho riêng mình mẹ chính là vinh dự dành cho Eva mới. Người đã hợp tác vào công trình cứu độ nhân loại bằng niềm tin tự do và phong phục khi nói lên tiếng xin vâng, và nhờ phong phục mẹ đã trở thành mẹ những người sống, khác với Eva cũ đã đưa nhân loại vào sự chết, hậu quả của kiêu căng, bất tuân phục. Là dấu chỉ của ngôi lời nhập thể mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo từ hàng ngàn năm trước ở Cựu Ước: chính Chúa thường sẽ ban cho các ngươi một dấu chỉ. Này đây, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Chính dấu chỉ này đã cho các mục đồng ở Bethlehem nhận ra hài nhi sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ là đấng Kitô Đức Chúa, cũng như ba đạo sĩ từ phương đông đến đã mừng rỡ vô cùng khi họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria. Mẹ Maria không những là dấu chỉ của tương lai như lời các ngôn sứ tuyên sấm về mẹ trong Cựu Ước, mà còn là dấu chỉ của hiện tại để nhân loại mọi thời nhận ra Đức Giêsu, con mẹ, là Thiên Chúa, đấng cứu độ, đấng đã dành cho mẹ mình vinh dự vô cùng cao trọng, là ơn vô nhiễm nguyên tội, như vinh dự và hạnh phúc của chính mình. Là dấu chỉ của vương quốc thiên đàng, như thị kiến của Thánh Gioan Tông Đồ được ghi lại trong sách Khải Huyền. Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Vinh quang thiên đàng bao phủ mẹ, vì mẹ là mẹ Đức Giêsu, Thiên Chúa, mẹ giáo hội, nữ vương các thánh nam nữ. Vinh quang này là vinh dự của người nữ tỳ hèn mọn, được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới, mà không lúc nào trong suốt cuộc đời mẹ lại không ghi lòng tạc giả
và sống với cả tâm tình. Thực vậy, mẹ đã khiêm hạ thấm sâu và Thiên Chúa đã nâng mẹ lên. Mẹ đã nghèo khó, hèn mọn và Thiên Chúa đã ban cho mẹ đầy dư ơn phúc. Mẹ đã luôn trông cậy vào lòng thương xót của Chúa và Thiên Chúa đã cho mẹ được thỏa thích bơi lội trong đại dương tình Ngài. Vì là thụ tạo tuyệt vời như lòng Chúa mong ước, do lòng tin khiêm hạ và phong phục, nên Chúa đã yêu thương và ban cho mẹ ơn vô nhiễm nguyên tội, là ơn đặc biệt chỉ dành cho một người duy nhất trong nhân loại, là mẹ. Là dấu chỉ của giáo hội lữ hành, khi nhờ lời nói nhỏ với Đức Giêsu, họ hết rượu rồi, ở tiệc cưới Cana, mà đôi tân hôn và hai họ đã không phải ê chề mất mặt. Vì giữa tiệc mà hết rượu mời khách, cũng nhờ mẹ can thiệp với Đức Giêsu, con mẹ, mà phép lạ đầu tiên đã được thực hiện để các môn đệ tin vào Người. Dấu chỉ của giáo hội lữ hành ở mẹ, còn Người sáng dưới chân thánh giá, khi Đức Giêsu giữa cơn hấp hối đã trăn trối tông đồ Gioan, đại diện tông đồ đoàn cho mẹ và căn dặn ông: đây là mẹ của anh. Là dấu chỉ của giáo hội lữ hành, mẹ đã luôn có mặt với Đức Giêsu trong suốt cuộc đời Ngài và các môn đệ của Ngài trên hành trình truyền giáo. Nhất là sau khi Đức Giêsu về trời, mẹ đã luôn đồng hành với các ông như sách Công vụ Tông đồ kể lại. Là dấu chỉ của đoàn thể những người đi theo Đức Giêsu và tin vào Ngài trên hành trình dương thế, mẹ đã triệt để sống dấu chỉ của người môn đệ đích thực, là yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Được chính Đức Giêsu truyền dạy và căn dặn, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Mừng mẹ vô nhiễm nguyên tội, chúng con không chỉ mừng mẹ là dấu chỉ tuyệt vời của Thiên Chúa, dấu chỉ của mầu nhiệm cứu chuộc, của thiên đàng, của hội thánh lữ hành, mà còn mừng vì có mẹ đồng hành để được mẹ uống nắng, chỉ bảo, nâng đỡ, vực dậy, an ủi, khuyến khích mọi nơi mọi lúc trên đường đi theo Đức Giêsu, con mẹ, học càng ngày càng trở nên giống mẹ hơn trong khiêm hạ, phân phục, hy sinh xóa mình, nhất là giống mẹ trong yêu thương, phục vụ là dấu chỉ của người môn đệ như lòng Chúa mong ước. Trong niềm vui khôn tả của toàn thể giáo hội, chúng con kính mừng mẹ đầy ân phúc, kính chào mẹ vô nhiễm nguyên tội. Mẹ là vinh dự của loài người, là dấu chỉ của nước trời chúng con tìm kiếm giữa thế giới đói khát hạnh phúc, là dấu chỉ hy vọng cho những con tim đang khao khát yêu và được yêu, là dấu chỉ lòng thương xót của đấng cứu độ rất nhân hậu cho những thân phận vất vưởng, vật vờ, mất hướng đi trước tương lai vô định giữa một thế giới ngày càng vô cảm, vô tình. Mẹ còn là bến bờ bình an cho thuyền con lênh đênh trên sóng dữ, vì mẹ là dấu chỉ của ơn cứu độ cho chúng con được sống, được vui, được cày. Là dấu chỉ chính xác cho chúng con được thấy Chúa Giêsu, con lòng mẹ đầy phúc lạ. Là dấu chỉ bảo đảm chắc chắn phần rỗi đời đời của chúng con, vì xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến xin bầu chữa cứu giúp mà chẳng được mẹ nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình dưới chân mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin mẹ nhớ đến con là kẻ tội lỗi. Lạy mẹ,
là mẹ Chúa cứu thế, xin Chúa bỏ lời con kêu xin một vũ lòng thương và nhận lời con cầu. Amen. Hỡi mẹ đầy ân phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng mẹ. Hỡi mẹ đầy ân phúc, là người diễm phúc, đã sinh con Chúa trời. Ơn trình thai đẹp xinh nào ai sánh bằng, là vầng trăng đêm thu trong sáng chiếu soi dương trời, là mùa xuân muôn hoa tươi thắm tỏa lan muôn phương, là tình thương bao la dung thứ những khi sao trong cơn giông tố dẫn đưa tôi.